Lớn đùng lớn đoàn rồi mà còn giấm đài à? Anh sẽ quay lại. Ơ kìa, bỏ điện thoại đi. Gì mà hàng tí? Em bị điên à? Chỉ đùa thôi mà. Sao lại đánh anh? Đùa à? Anh có biết vì sao tôi bị thế này không? Là vì sinh con cho anh đấy. Bởi vì bàng quang của em bị giãn ra, dây thần kinh bị tê liệt. Anh có biết là sinh mổ ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào không? Anh còn đùa được? Là cái đồ vô tâm. Con thì con của Trung, thế mà bây giờ tất cả mọi việc em phải chịu đựng một mình thế này. Thì con là con Trung, mẹ cũng thay anh làm hết phần việc rồi còn gì nữa. Lau nhà, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa thay anh. Anh im mồm được rồi đấy. Mình cũng phải đi làm, mình cũng phải kiếm tiền để nuôi gia đình, chứ còn đi chơi lông bông đâu. Sinh một đứa con rồi làm gì mà ghê gớm. Mẹ làm cái gì thế ạ? Mẹ đang đút vía đấy. Phải đứng đây ạ? Ừ, cứ để mẹ làm. Mẹ làm hiệu quả phết đấy. Con lại đi. Phụ độ chỉ cho chồng con có đã bôi gì đã phần con đã bôi gì đã phần. Ngồi đừng khóc nữa con. Nào, mang cháu ra đây cho mẹ đốt vía nào. Cứ đưa con ra đi. Nhanh lên. Mía lành thì ở vía dự thì đi. Không sao. Không sao, cứ để mẹ làm. Khổ quá, cứ để yên mẹ làm. Ai đấy? Đâu, cháy đâu, cháy đâu. Không, không phải cháy đâu. Rõ ràng đây này. Có ông tù bên kia mà anh bảo không cháy à? Không, hai anh hiểu nhầm rồi. Con bé nhà em nó quấy quá, thế là mẹ em mới đốt vía nó đấy. Dạ không có cháy đâu ạ. Thực nhà đốt vía thôi ạ. Vâng. Ông có biết là ông đốt vía mà dân người ta chạy toán loạn ở dưới sân kia không? Ôi đông quá con ơi. Ôi trời, xe cấp cứu, xe cứu thương, xe cứu hỏa. Ôi nhiều xe lắm con ạ. Bao nhiêu người, ôi giường tủ. Ôi thôi, sao lại thế nhỉ? Ôi trời, thôi xin lỗi hai anh nhá. Thôi, mời ông xuống ban quản lý, chúng tôi là biên bản. Thôi anh thông cảm. Anh ơi, thông cảm ạ. Nhà tôi chỉ đốt vía thôi mà. Dạ vâng ạ. Tại vì nó quấy quá nên em mới phải đốt vía đấy chứ. Cứu hỏa đang đến rồi đấy nhá. Thôi, ông nhanh đi.